Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều muộn thì bên nhà em cũng về đến 4-5 con xe. Thì đây là một chiếc Kia Morning thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay em review cho bác. Một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2012. Dòng này thì chạy rất là ok, yên tâm luôn các bác nhá. Máy ngon, động cơ máy chỉ có 1.0, máy số vẫn còn zin. Xe cứng mà cam kết cho bác là không có lỗi lầm, không đâm va tai nạn ngập nước nhá. Và chiếc xe thì mang biển số 29D20951. Đấy, xe thì cam kết tên chính chủ tư nhân, không có tên công ty gì cả. Và con này thì được cái là chạy rất là ngon lành luôn. Dòng này các bác mua về tặng vợ thì cực kỳ tuyệt vời. Vì cái dòng này các bác để cho vợ đi chợ, đi shopping quá ok. Hoặc là đi bác nào mà mua để mà chạy, rồi nó gọi là đi giới thiệu sản phẩm nhá, hoặc là marketing nhá, thì rất là yên tâm nhá các bác nhá. Một chiếc xe tiện lợi, trông thì nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không chan, bên trong thì rất là rộng rãi, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Và đây là một chiếc Fato, một Kia Morning bản bay các bác nhá, điều hòa mát lạnh luôn. Đấy, vô lăng củ số nhẹ nhàng. Con này thì chạy số tự động rồi. Vâng, số tự động nên là giá của nó rất là mềm. Em này thì em đang bán với cái giá là 215 triệu đồng các bác nhá. Chỉ có 215 triệu đồng trước Kia Morning nhập 2012, giá rẻ luôn đấy ạ. Và chiếc xe thì mang biển thủ đô Hà Nội 29D20951. Các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng xem xe, thử trải nghiệm luôn tại Vũ Duy Ô Tô, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Và con này thì đây này, đăng kiểm của nó này còn đến tháng 5 năm 2023 luôn, còn rất là dài, thoải mái cho các bác luôn. Xe thì vẫn còn rất là ngon, chạy rất là êm ái luôn đấy ạ. Và chiếc xe này thì vừa mua về chưa có rửa dọn, chưa có sơn si tỉa bỏ gì cả. Thế nhưng mà về chất tổng thể nhìn đấy ạ, thì xe đó là một chiếc xe rất là cứng luôn. Các bác đi những cái dòng xe này thì cô nói chung là cũng không phải lo lắng suy nghĩ gì cả. Tất cả các cái trang thiết bị của xe thì nó rất là bền bỉ, đồ nghề thay thế dễ dàng và không hề có bị lỗi lầm gì nhá. Đấy, la răng đúc này, con này toàn bộ là lên la răng titan rồi, lốp dày luôn. Nội thất của xe thì nội thất hai ghế trên là ghế vải nguyên bản luôn. Đây các bác nhìn này, ghế vải nguyên bản trần nỉ nhá, nguyên bản luôn này. Đấy, con này thì gần như tỷ lệ nguyên của nó thì quá ok luôn. Vô lăng này có tích hợp túi khí an toàn nhưng mà không tích hợp phím nhá. Con này là bản tiêu chuẩn, là số tự động rích rác. Và động cơ của chiếc xe này thì là động cơ máy có 1.0 ạ. Mức tiêu thụ khoảng tầm 4,5 lít/100 cây. Một dòng xe ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu lành và giá thì rất là phải chăng luôn. Biển Hà Nội thủ đô, nói chung là về là các bác yên tâm, chỉ có việc đi thôi, không phải làm một cái gì cả. Xe ngon, máy gầm chất, chạy thì rất là pha phê. Và cái dòng này thì giá nó rẻ, số tự động mà, số tự động nhá, lại còn xe nhập nhá các bác nhá. Các bác đi những cái dòng này thì rất là yên tâm ok. Bên em thì liên tục về cập nhật những cái mẫu xe mới, nên là các bác nào mà quan tâm thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng ạ. Còn về phần xe thì các bác có thể nhìn cho em ạ, toàn bộ sơn đầu này. Đấy, tôn mỏng này, tôn rất mỏng luôn. Đấy, con này thì cái biển số này của nó là có hơi mòn theo thời gian, thì cũng đã, cái này là bác chủ không biết, bác ấy đi bác ấy lấy sơn ta, bác ấy quẹt vào, bác ấy thấy mờ mờ thì thôi, cái này không chấp. Vâng, còn cái phần cản dưới của xe là sơn nhựa nó còn nguyên nhá. Đấy các bác nhìn này, sơn nhựa còn nguyên đây này. Đấy, sơn nhựa còn nguyên. Đó. Cái này là không phải vỡ viết đâu các bác ạ, nó còn nguyên nhưng cái kiểu là để lâu nó cứ chảy chảy ấy. Vâng, chất lượng biển của Việt Nam cũng hơi kém một chút. Còn đâu là toàn bộ các cái phần đầu này của nó là còn nguyên lên này. Đấy các bác nhìn nhá, đầu còn nguyên luôn. Đấy, bầu đèn của xe thì căng đét luôn, không bị ố vàng, đèn halogen ánh sáng vàng. Xe chạy đèn này thì không có dạn nứt ố vàng đọng nước nha các bác nha. Đấy, có mỗi mấy cái này hơi bẩn tí tí, em về em cho xì tốt xì tát lại luôn. Thế còn phần cản dưới của xe đây thì cũng khá là căng. Đấy, đèn nó hơi vàng một chút. Rồi, còn đâu là toàn bộ sườn tôn này quỳ ok luôn, sơn si đẹp đều. Đấy, các bác nhìn ạ, sơn si rất là đều và đẹp nhá. Bên bầu đèn bên này cũng thế này, căng đét luôn này, sáng luôn này. Đấy, không hề lỗi lầm, sơn si cản trước xe đều đẹp luôn. Vâng, và em này thì đăng kiểm dài, nói chung là về chất tôn sườn thì cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Đây các bác nhìn này, sơn sườn đây căng đét luôn này. Đấy, sơn sườn tôn vỏ căng đét luôn, không hề lỗi này. Còn về phần lốp thì con này là sử dụng lốp 155/70 la răng 13 nhá, la răng titan 13 inch, lốp 155/70, lốp vẫn còn dày, lốp Ilegi đó. Và lốp này là lốp 2019 được thay mới. Đấy, rất là dày luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, và gần như là người ta không đi mấy.
Thành ra lốp chưa chỉ bẩn thôi, không có lỗi lầm gì cả. Tôn sườn này rất dày dặn này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn ạ, và cửa đây. Đấy, mở đóng mở nhẹ nhàng, chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn này. Chỉ keo bao đẹp nét khét lẹt luôn này. Tappy này, kính điện nhá, kính điện con này là lên xuống bình thường hết. Và phim cách nhiệt dán rồi. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, gần như là ok rồi. Còn phần nội thất bên trong xe thì khá là tươi. Đấy, các bác nhìn này, nội thất rất là tươi rói rói luôn. Không lỗi lầm. Đấy, vô lăng trợ lái rất nhẹ nhàng. Và đặc biệt là con này thì có máy eco các bác nhá. Vâng, em lại quên đấy. Đấy, số tự động lại máy eco nữa, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, và lại sạch sẽ thân thiện với môi trường. Phần các cái phần này của nó thì còn nguyên. Ốc chưa ra này. Đấy, ốc chưa ra luôn này. Biển số sạch sẽ rõ ràng. Và con này thì đây, các bác nhìn tem nhãn số khung số máy của nó còn nguyên nhá. 2012 chuẩn chỉ luôn à. Đấy. Vâng, một chiếc xe ngon lành phở luôn, chạy thì rất là êm. Chỉ keo bao nét đẹp cho các bác luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Tappy sạch sẽ. Kính quay tay hoạt động hoàn toàn bình thường. Và phần sàn bên trong này nhá, cái sàn này thì theo thiết kế là được chở đến 3 tạ. Đây các bác nhìn này, sàn nó đẹp căng như thế này mà. Đấy, sàn đẹp căng từng cm luôn. Trần này. Đấy, đẹp như vậy. Đấy, lốp dép thì dày, lốp Michelin 2017 4 quả nguyên dàn la răng titan. Đấy, các bác nhìn nhá. Hàng nó ngon như vậy mà. Vâng, ngon lành phở luôn. Ở cái dòng này thì nói chung là về là các bác yên tâm chỉ có việc đi thôi. Kính zin này 2012 này, kính zin nguyên nhá. Đấy, sơn xi sạch sẽ cản sau này. Cản sau con này thì không có lắp cảm biến lùi. Đấy, nó không lắp cảm biến lùi nha các bác nhá. Đấy, còn nguyên luôn. Đấy, cản sau đây. Đấy, sạch sẽ như thế này mà. Vâng, nói chung là bác chủ cũ bác ấy đi cũng rất là giữ gìn cẩn thận. Thế thành ra là xe nó vẫn còn cứng xe lắm, không hề bị gọi là lượn sóng tôn vỏ hay là tôn vỏ chỗ dày chỗ mỏng. Nó còn nguyên luôn. Đấy, lốp dày này, toàn bộ 4 quả lốp dày 2019 rồi. La răng titan. Tại sao em lại bảo lốp dày mà đến nay là 3 năm từ 2019 rồi? Thì thưa các bác là cái thứ nhất là lốp này là tuần cuối cùng của 2019. Cái thứ hai là chiếc xe này là một chiếc xe lăn bánh u 9 vạn rồi ạ. Lốp cũng còn dày khự luôn. Vì các bạn bác chủ bác ấy toàn để gara thôi. Bác ấy không đi. Đấy, mà bác ấy đi công tác liên tục. Thế là thành ra là bác ấy không đi nữa thì bác ấy phải để lại cho bên em Vũ Duy ô tô thôi ạ. Vâng. Một con xe rất là chất để tại chung cư Linh Đàm ấy ạ. Gara ở chung cư Linh Đàm. Đấy. Xe rất là ngon luôn. Đấy, các bác nhìn này. Tất cả nội thất của xe vẫn còn tươi, kể cả đây là thời tiết bắt đầu tối tối rồi đấy ạ. Nhưng mà quay các cái chi tiết này các bác nhìn là các chi tiết của nó vẫn còn rất rõ ràng, không hề bị mòn lì cả. Đấy, xe rất là cứng luôn nhá. Đầu đĩa đầy đủ, đấy, điều hòa chỉnh cơ, mát lạnh luôn và xe số tự động zích zắc. Ui xoài, chất xe thì quá ok và yên tâm luôn, ổn áp luôn. Đấy, la răng titan, xe cứng này. Động cơ máy của nó chỉ có con này là động cơ máy 1.0 các bác, ăn cực ít nhiên liệu luôn. Đấy. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Úi giời, đây các bác nhìn này. Động cơ của chiếc xe động cơ 3 máy nhá, máy 1.0 ăn xăng siêu ít luôn nhá, tiết kiệm luôn, máy số còn zin từng con ốc luôn này. Có một số con thì có điều chỉnh rồi nhưng cái này theo năm tháng không tránh khỏi nhá. Còn đâu là ốc này là ốc zin, cam kết cho bác là xe này là nguyên bản, chưa có tháo mở xe để làm lại làm cái gì cả. Dầu vàng ống luôn này. Đấy, dầu vàng ống luôn này. Nói chung là những chiếc xe mua về thì ít khi có con nào mà để dầu ấy, vì cái này thì bác ấy để thì để lâu thật, nhưng mà cái lúc mà kiểm tra đấy thì bác ấy bảo là do bác ấy để lâu nên là bác ấy cũng thay dầu trước khi để lâu rồi. Và thành ra là người ta không đi, dầu nó không bị hỏng, chứ không phải dầu mà chạy nhiều nó mới đen, chứ còn dầu mà cứ để lâu lâu thì cũng chả sao. Đấy, thì nói chung là về là các bác yên tâm là cứ đi thôi. Dầu số đây, số tự động thì dầu số là cái quan trọng. Ai chà, dầu vẫn còn mới lắm các bạn, còn mới vàng lắm. Còn đây là cụm ắc quy của chiếc xe nhá, ắc quy B19. Đây, các bác nhìn này, phần tai đèn dưới này, đấy các bác nhìn nhá, tai đèn nó còn nguyên này. Đấy, tất cả các phần tai đèn còn nguyên, không có lỗi lầm. Cam kết cho bác là không có đâm đụng nhá, tai nạn ngập nước, ốc còn zin nguyên. Đấy, tất cả các phần chỉ keo cabo là còn nguyên bản. Đấy, xe này thì nói chung là chạy thì chất rồi, giá lại rẻ nữa, có 215 triệu mà vẫn có bớt cho các bác luôn. Đấy, xe ngon như thế này mà không đi thì thực sự là hơi phí. Gầm này các bác nhìn này, gầm nó còn đẹp như thế này mà. Đấy, lỗ gầm còn nguyên, ba bô lê thẳng căng luôn, không hề có lỗi lầm. Đấy,
Và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Kia Morning 2012 mà đẹp như thế này thì alo ngay cho em nhá. Vâng, nói chung là bên em thì có sao bán vậy thôi, mua nhanh bán gọn thôi. Mình lãi đi một chút, mỗi ngày làm một tí thế là được các bạn. Đấy, tất cả các chức năng này là hoạt động hoàn toàn bình thường hết. Đấy, các bác nhìn đèn pha nó sáng chưa? Sáng choang luôn. Chết rồi. Quả này hỏng rồi, không thấy sáng. Cái này em sẽ kiểm tra nhá và sẽ chỉnh sửa. Đấy, khổ lắm, đi mua xe ban ngày quên không kiểm tra đèn. Đấy các bác ạ, xe mới về nó thế đấy ạ. Vâng, và những ai mà muốn mua chiếc xe này thì điện cho em nhá, qua số 0869158926. Đèn này thì em sẽ đảm bảo cho các bác. Nói chung là tất cả các chức năng phải hoạt động hoàn toàn bình thường, không được có cái trường hợp lỗi lầm gì ở đây cả. Vì căn bản xe thì xe cũ thật đấy, nhưng mà mình cứ phải chất các bác ạ. Ok các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.